Nói tới đây Thuận muốn chuyển qua để mà chia sẻ về cái thông tin liên quan tới on-chain đi. Hôm nay chúng ta không dành nhiều thời gian, tại vì tình hình ngày hôm nay on-chain cũng như là ngày hôm qua mà thôi. Nhưng mà Thuận muốn chia sẻ một số điều, giống như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đi. Đây là cái số lượng BTC đang có lời dựa theo Classno. Thì như thế nào? Thì hôm nay đó đã có cái sự giảm cho một chút, ở mức là 84,67 vẫn là tốt. Các bạn cũng đã biết Thuận thích cái mức là xoay quanh mức 85%. Thì coi như cái này cũng là một mức tốt rồi. Chuyển qua crypto khoan đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ không nhìn vào những nhận định của những người khác, mà chúng ta chỉ nhìn vào những tài liệu căn bản thôi. Tại vì còn nhiều thông tin khác Thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Thì chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới funding rate và tài liệu liên quan đến những cái lệnh future. Thì cũng như hôm qua, funding rate vẫn tiếp tục đi hàng ngang, nghĩa là cái phí BOD vẫn đi hàng ngang, có nghĩa là số lượng long và short đó, coi như căn bản là cân bằng, và cái số lượng future vẫn cao. Và chúng ta nhìn vào cái số lượng BTC nạp vào rút ra thì các bạn thấy được là vẫn tiếp tục là Bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào. Không zoom vào các bạn thấy rõ hơn là khi mà zoom vào đó thì đã là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ngày liên tục là Bitcoin rời khỏi sàn chứ không phải là nạp vào. Chúng ta nhìn vào tài liệu ngắn ngày hôm nay đi, thì thường zoom vào thì hôm nay cũng như vậy mà thôi, kết thúc. Vẫn tiếp tục sẽ thấy được là nhiều Bitcoin rời khỏi hơn là nạp vào. Chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum đi. Thì các bạn thấy được là hình ảnh thì cũng tương tự như Bitcoin ngày hôm nay. Chúng ta zoom vào thì cho đến cái tài liệu của ngày hôm qua đó là có nhiều Ether rời khỏi hình nạp vào. Còn về tài liệu của ngày hôm nay đây thì có thể là cái số lượng Ether nạp và rút ra có thể là cân bằng với nhau. Ngày mai chúng ta sẽ biết. Nhưng mà Thuận sẽ trở lại để mà nói về Ethereum một lát nữa. Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ thêm một số thông tin với các bạn. Sau đó chúng ta dành thời gian để mà chia sẻ thêm những cái altcoin. Thì trước hết có một cái thông tin, đây là cái thông tin được chia sẻ bởi cái đội của công ty Grayscale. Công ty Grayscale đó các bạn có thể biết là một công ty mà có quỹ đầu tư lưu trữ rất nhiều Bitcoin, đó chính là cái quỹ đầu tư Grayscale Bitcoin Trust. Thì đây là cái lá thư mà Grayscale gửi đến cho SEC, Ban Quản lý Chứng khoán của Hoa Kỳ. David Polk là cái công ty tư vấn pháp lý của họ. Thì họ đã gửi cái lá thư này đến để làm gì? Thì để hiểu rõ hơn đó, thì Grayscale nói là các luật sư tại David Polk, công ty tư vấn pháp lý của họ đó, đã gửi một lá thư tới SEC tranh luận đó là cái việc phê duyệt các ETF, quỹ đầu tư ETF dựa trên hợp đồng tương lai chứ không phải là spot Bitcoin, có nghĩa là cái quỹ mà thực sự của Bitcoin, cái quỹ mà ETF hiện bây giờ chúng ta có ở Hoa Kỳ đó. Quỹ Bitcoin ETF đó là quỹ Bitcoin mà đứng sau lưng là hợp đồng tương lai chứ không phải là Bitcoin thật sự. Thì cái việc làm đó của SEC đó là tùy tiện và thất thường, và đó là một cái việc vi phạm đạo luật thủ tục hành chính APA. Thì lá thư này đó coi như là một lời cảnh báo, nếu như mà SEC từ chối cái đề xuất Bitcoin ETF spot thì bây giờ đó, tại vì hiện giờ cũng còn rất là nhiều những cái đề xuất, các bạn cũng đã nhớ là đang chờ đợi để mà duyệt, họ chỉ bị trì hoãn mà thôi, thì có thể là bị kiện ra tòa. Thì các bạn đã thấy đây là lá thư được gửi tới cho SEC giống như là một lời nhắc nhở mà thôi, tại vì có nghĩa là bây giờ họ chỉ muốn nhắc nhở chứ họ chưa có muốn kiện. Tại vì sao? Tại vì các bạn nên hiểu là công ty Grayscale đó, cái quỹ đầu tư Bitcoin Grayscale Trust của họ lưu trữ rất nhiều BTC, và họ đang trên cái quá trình là chuyển đổi cái quỹ này trở thành cái quỹ Bitcoin ETF mà có Bitcoin thật sự. Tại vì sao? Tại vì trong cái quỹ GBTC này của họ đã Bitcoin đưa vào không lấy ra được và cũng không bán được luôn theo luật, cho nên họ muốn chuyển qua cái ETF để mà cạnh tranh. Tại vì bây giờ đó là họ có quá nhiều BTC, cho nên cũng không có gì gọi là quá lạ nếu như mà SEC từ chối cái quỹ đầu tư ETF spot đó thêm một lần nữa, hay là từ chối cái quỹ của họ, thì họ có thể là kiện SEC, nói là cái việc mà SEC đó cho thông qua futures, hợp đồng tương lai, mà không cho thông qua Bitcoin thật sự, trong khi mà những hợp đồng tương lai futures nó có tính nguy hiểm cao hơn và nó không có theo sát giá sẽ làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư. Họ sẽ dùng cái cớ đó để mà kiện SEC. Chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi. Đây cũng là một bước tiến tới, có thể chúng ta sẽ thấy Bitcoin ETF spot sớm hơn là nhiều người đang chờ đợi. Hy vọng là như vậy. Chúng ta tiếp tục xem coi phản ứng của SEC như thế nào. Nhưng mà chúng ta chuyển qua thông tin khác đi, cũng liên quan tới pháp lý của Hoa Kỳ. Thì một trong những người mà hiện bây giờ đó đang đứng ra để mà tranh cử để đại diện cho khu vực dân biểu thứ 30 của Cali tại Hạ viện Hoa Kỳ, đó chính là Aarika Rose. Thì Aarika Rose, các bạn thấy được là trang web WinGov của người này. Thì người này á, các bạn đã thấy bên dưới rồi là WinGov, các bạn có thể là WinGov tiền để cho người này ra tranh cử cái chức vụ của họ, hay là các bạn thấy được là các bạn có thể WinGov bằng Bitcoin và có thể sử dụng Lightning Network. thì các bạn thấy được là lại thêm một người nữa đứng ra để mà ủng hộ thị trường crypto này và chấp nhận để mà lấy cái tiền quyên góp bằng Bitcoin thông qua mạng Line Network. Và điều quan trọng hơn đó, nếu như mà thành công ứng cử để mà lấy được cái ghế ở Hạ viện Hoa Kỳ đó, thì người này Aarika Rose sẽ là một người mà thay thế Brad Sherman. Brad Sherman là một nghị sĩ ở Cali mà rất là ghét crypto và Bitcoin, thì đương nhiên đây là điều mà sẽ dẫn đến là nhiều người sẽ có cái sự hứng thú hơn để mà hỗ trợ. Các bạn thấy được là người này không những là ra đó để mà tranh cái ghế với lại Brad Sherman, mà người này còn lấy cái việc là Brad Sherman không thích Bitcoin crypto để mà làm cái động lực cho người khác để mà quyên góp cho mình. Rất là thông minh, đây là chuyện mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Điều kế tiếp nữa, chúng ta thấy là nói tới pháp lý thì chúng ta sẽ nói tới nước Nga đi. Thì đột ngột hôm nay chúng ta lại nghe nói thông tin liên quan tới Vladimir Putin. Thì ông ta đưa một lời phát biểu nói là crypto không được hỗ trợ bởi bất cứ điều gì và sự biến động rất lớn, vì vậy rủi ro rất là cao. Chúng tôi cũng tin rằng chúng tôi cần lắng nghe những người đề cập đến cái rủi ro cao đó. Thì một cái lời phát biểu cũng chung chung mà thôi. Chúng ta cũng đã biết là một trong những quốc gia mà có này có kia, giống như là lúc này thích crypto, lúc kia không thích crypto, đó chính là nước Nga cũng như là nước Ấn Độ. Các bạn thấy Ấn Độ đã có lúc thì nói là không cấm, lúc đó đã cấm. Hôm nay Thuận nhớ là cũng có thông tin nói là cuối cùng là không cấm, nhưng mà Thuận cũng chán Ấn Độ rồi cho nên cũng không có tham gia để mà theo dõi những cái thông tin mới nhất nữa. Khi mà có thông tin nào lớn thì chia sẻ với các bạn, nhưng mà cũng không gì để mà chia sẻ, tại vì theo Thuận thì cả nước Nga và cả Ấn Độ cũng sẽ không có cấm đâu, tại vì các bạn thấy những lời nói này của Vladimir Putin chỉ muốn là có lực quản lý mà thôi. Tại vì hiện bây giờ nước Nga đó vẫn mới bắt đầu là có những cái dự luật quản lý thị trường này, và một những điều các bạn nên hiểu là ở nước Nga bây giờ có rất nhiều người sử dụng và lưu trữ crypto. Thêm vào đó nữa là có rất nhiều người đào Bitcoin ở nước Nga, và thậm chí cái thu nhập đến từ đào Bitcoin nước Nga đã nghe nói là mỗi hàng năm có thể lên tới là 2 tỷ đô la đào những đồng khác, và trong đó có Bitcoin luôn. Thì chúng ta thấy được là con số đó không phải con số nhỏ. Bây giờ họ chưa có cách để mà đánh thuế những doanh nghiệp đó, tại vì vẫn chưa có luật rõ ràng. Thì đương nhiên Vladimir Putin sẽ muốn có lực để mà đánh thuế và để mà phát triển cái ngành này trong quốc gia của họ mà thôi. Đó là lòng tin của Thuận đối với nước Nga cũng như là đối với nước Ấn Độ. Chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi. Nhưng mà đây cũng không phải là thông tin nào gọi là lớn hết, tại vì không có một cái lý do gì tin là nước Nga sẽ có những cái việc cấm đoán liên quan tới crypto. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới những cái altcoin đi. Thì chúng ta nhìn vào cái thông báo mới nhất được chia sẻ bởi CoinShare. Thì hàng tuần các bạn cũng biết là CoinShare đưa ra những cái chia sẻ liên quan tới những cái quỹ đầu tư, như là quỹ đầu tư của Grayscale, quỹ đầu tư của CoinShare, 3IQ, Purpose, 21 Share. Các bạn cũng đã biết rồi. Hàng tuần thì họ thống kê xem những quỹ này đó đưa vào thị trường này bao nhiêu tiền hay là rút ra bao nhiêu tiền. Thì thống kê mới nhất vẫn cho chúng ta thấy được là nhiều tuần liên tục tiền đổ vào trong thị trường này đến từ nhiều quỹ đầu tư, và đặc biệt là tuần vừa rồi đó có thêm 306 triệu. Thì 306 triệu này tuần rồi vào thị trường này đã đi vào đâu? Thì các bạn thấy được là phần lớn 247 triệu vẫn là tiếp tục đi vào trong Bitcoin. Để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn, thì 247 triệu là vào Bitcoin. Ethereum là có 23,1 triệu, có nghĩa là Bitcoin Ethereum chiếm phần lớn rồi. Sau đó các bạn thấy được là Solana có 14,6 triệu được vào. Sau đó là Polkadot 11,5 triệu. Và các bạn thấy được là 9,1 triệu này là những quỹ hỗn hợp, chúng ta sẽ không nói tới. Nhưng mà Litecoin cũng có 0,9 triệu, như là khoảng 900 ngàn đó. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta thấy được là Cardano lại là tuần thứ nhì chúng ta thấy số tiền rời khỏi Cardano. Thì để nói về altcoin đây thì chúng ta có những thông tin. Hôm nay là chúng ta thấy được là Grayscale đã chính thức ra mắt quỹ đầu tư của Solana. Thì đương nhiên các bạn thấy gần đây Grayscale rất là sốt sắng để mà ra những quỹ đầu tư liên quan tới altcoin. Tại vì sao? Tại vì liên quan tới Bitcoin đó thì trước đây là họ là người dẫn đầu, nhưng mà bây giờ đã có nhiều công ty, nhiều những cái ngân hàng vào để có những cái quỹ như là ETF rồi, cho nên sau này thì cạnh tranh liên quan tới Bitcoin sẽ ngày càng gắt cao hơn. Cho nên Grayscale đã quyết định là chuyển cái quỹ đầu tư Grayscale Bitcoin Trust thành ETF và đang chờ được duyệt bởi SEC, nhưng mà họ sẽ chú tâm thêm vào những cái quỹ đầu tư riêng liên quan đến những cái đồng altcoin, và đương nhiên Solana là mới nhất được tham gia vào. Và chúng ta cũng đã thấy Solana cũng có cái sự phản ứng giá cũng tốt ngày hôm nay. Nếu như không nhớ là Solana hôm nay cũng tăng 6% ở thời điểm hiện tại. Chúng ta trở lại để mà chia sẻ thêm một số thông tin khác liên quan tới altcoin đi. Thì chúng ta nhìn vào Ethereum thì đã lâu thì không có chia sẻ những thông tin liên quan tới có bao nhiêu Ether đã bị đốt đi từ khi mà có Ethereum 1559 Nhiều bạn có đã biết là mỗi lần mà chúng ta sử dụng Ethereum hay là bất cứ một token nào nằm trên mạng lưới của Ethereum mà xài trên mạng thì các bạn sẽ thấy là một số Ethereum thì bị đốt đi. Đó là một phần của cái phí. Và hiện bây giờ đó, trong vòng mấy tháng qua, nhiều bạn có nhớ là chúng ta có cái thời điểm đó là Ethereum 2.0 là chúng ta bắt đầu, thường nhớ là khoảng chừng là hơn 3 tháng trước. Thì trong thời gian đó thôi chúng ta đã thấy được là cái số lượng Ethereum bị đốt đi là hơn 1 triệu Ethereum và cái số tiền đã lên tới là hơn 5 tỷ rồi. Trong vòng một ngày qua thôi đã có 13.095 Ether bị đốt đi và đáng giá là 62 triệu. Các bạn thấy được là bây giờ đó, tính một ngày qua thôi thì cái số lượng phần trăm mà lạm phát của Ethereum đó đã giảm xuống 99% rồi. Để hiểu rõ hơn đó thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trang web này thì trong vòng một ngày qua các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm lạm phát của Ether hầu như là không có. Có nghĩa là cái số lượng Ethereum được đào so với cái số lượng đốt đi đã hầu như là ngang hàng với nhau. Có nghĩa là không có thêm Ethereum nữa. Đó là cái sự lợi hại của Ethereum. Và nhiều ngày các bạn thấy được là cái số này có thể chuyển qua con số âm. Có nghĩa là có ít Ethereum hơn so với ngày hôm trước đó nữa. Mặc dù được đào ra nhưng mà người ta xài quá nhiều. Và đương nhiên những cái ứng dụng mà xài nhiều Ethereum chúng ta có là OpenSea. Xài rất nhiều Ethereum. Các bạn thấy được chúng ta có đương nhiên là sử dụng Ethereum trực tiếp, hay là chúng ta thấy là những người mà sử dụng mạng lưới Uniswap hay là Tether hay là Uniswap phiên bản 3 hay là MetaMask, USD Coin. Đây là những cái ứng dụng mà đốt rất nhiều Ethereum. Nhưng mà Ethereum không phải là chỉ riêng cái đồng mà bị đốt đi. Nhưng mà đốt cũng là một trong những cái lý do mà nhiều người cho là tại sao dẫn đến cái sự áp lực liên quan tới giá cả. Tại vì chúng ta không thấy có thêm Ethereum, mà thậm chí nhiều ngày cái số lượng Ether còn ít hơn ngày hôm trước đó nữa. Cộng vào đó là chúng ta lại thấy Ethereum nó rời khỏi những cái sàn giao dịch rất là nhiều. Chúng ta cũng thường hay nói tới cái thông tin này. Và chúng ta nhìn vào tài liệu này ở trên CryptoQuant thì các bạn thấy được là cái đường màu xanh này cứ đi xuống và đi xuống mãi. Có nghĩa là Ether ngày lại càng mất đi và ngày lại càng bị đốt đi. Cộng vào đó nữa là cái số lượng mất đi khỏi sàn đó có thể là được tham gia vào staking Ether 2.0. Thì nếu như là như vậy đó, các bạn thấy được là bây giờ đó cho đến ngày hôm nay thì cái số lượng phần trăm Ethereum stake đã là 7,1% rồi. Có nghĩa là 7,1% này đã đi vào trong Ether 2.0 tham gia vào staking. Để các bạn hiểu được con số đó thì 7,1% này là tương đương với con số cũng rất là lớn, khoảng chừng là 8,4 triệu Ethereum đã bị lock lại. Con số bị lock lại này đó có gì đặc biệt? Bị lock lại ở đây đó là sẽ không được lấy ra cho đến khi nào chúng ta có Ether 2.0. Có thể là tháng 6 năm sau chúng ta mới có thể là còn nửa năm nữa thì mới có Ether 2.0. Con số này lock lại là thứ nhất đại diện cho lòng tin của những người mà tin tưởng là sẽ có Ether 2.0. Cũng như bản thân Thuận cũng đã biết là các bạn cũng đã biết, Thuận cũng đã có một số Ether lock lại, cũng coi như là một cái phiếu Thuận bỏ để chứng minh là Thuận rất có cái lòng tin đối với Ether 2.0 là sẽ có. Và thứ nhì nữa, cái số lượng lock lại này đương nhiên sẽ không còn trên những sàn giao dịch nữa, dẫn đến áp lực liên quan tới nguồn cung. Cho nên nhiều người nói đây lý là sao mà chúng ta thấy là Ether ngày lại càng tiến gần đến cái đỉnh cũ. Khi mà Thuận refresh cái trang All Time High Coindex này thì các bạn sẽ thấy được là Ethereum chỉ cái đỉnh cũ có 3% mà thôi ở thời điểm hiện tại, có thể là phá bất cứ lúc nào. Trở lại đi thì Ether là một đồng mà có cái sự đốt. Có phải đây là đồng duy nhất mà không? Thì đương nhiên không phải rồi. Các bạn thấy được một những đồng mà gần đây cũng có cái sự tăng tốc về đốt, đó chính là đồng Luna, đồng Terra. Thì đồng Terra đó, nhiều bạn nào mà quan tâm thì cũng đã biết là đồng Terra, mỗi lần mà có đồng Terra USD, nghĩa là đồng ổn định mà dựa theo giao thức của Terra đó, thì sẽ có một cái số lượng Luna bị đốt đi. Và gần đây đó thì cái đội của đồng Luna cũng có nhiều cái sự hợp tác với nhiều sàn, cho nên càng ngày càng nhiều nơi có đồng Terra USD thì càng có nhiều đồng Luna đốt hơn. Cho nên nhiều đồng Luna đã bị đốt và trong vòng 4 ngày thôi đã có hơn 1 triệu đồng Luna bị đốt đi. Đương nhiên điều này cũng sẽ dẫn đến cái sự tương tự nhiều người nói liên quan tới Ethereum. Cái cú sốc nguồn cung đang đến gần hơn và gần hơn đối với đồng Luna. Và đồng Luna thường nhớ là trong ngày hôm nay cũng đã đạt được đỉnh mới rồi. Về Terra Luna đó thì có một cái chia sẻ trên Twitter cũng rất là thú vị. Thì chia sẻ này đó nói là khi mà các bạn nhìn vào tổng số lượng đồng Terra Luna đó là khoảng chừng là 390 triệu đồng Terra Luna hiện bây giờ. Thì nhìn như vậy đó các bạn thấy được là cái số lượng đồng Terra Luna sẽ nhiều hơn là Ethereum. Tại vì các bạn thấy Ethereum chỉ có 118 triệu mà thôi. Nhưng mà người này nói là chúng ta phải trừ ra cái số lượng mà đồng Terra Luna đó là bị lock lại trong staking là 276 triệu. Có nghĩa là cái số lượng mà lưu thông của theo Luna chỉ khoảng là 116 triệu mà thôi. Tại vì cộng vào đó nữa là chúng ta thấy được là đồng Luna bị đốt đi khi mà chúng ta có những cái đồng Terra USD được tạo ra. Thì nói như vậy đó thì cũng là đúng một phần mà thôi. Tại vì có thể là chúng ta nhìn vào cái cách tính như vậy sẽ thấy được là cái số lượng đồng Terra Luna lưu thông sẽ thấp hơn là Ethereum. Nhưng mà các bạn cũng nên hiểu được là cái số lượng 118 triệu này của đồng Ethereum, tính luôn cái số lượng Ether mà bị lock lại trong Ether.0 khoảng chừng là 8 triệu. Thì con số trừ ra 8 triệu đó như Thường đã chia sẻ mới đây, thì sẽ là khoảng 110 triệu Ethereum lưu thông mà thôi. Con số này vẫn thấp hơn là Terra Luna, nhưng mà ít nhiều thì cái thuyết này cũng có thể cho chúng ta thấy được là con số lượng mà Terra Luna lưu thông thực sự là thấp hơn là nhiều người tưởng tượng. Và đương nhiên người này mới nói là cũng như là Ethereum, Terra Luna cũng sẽ có những cái hiện tượng như là cú sốc supply, cú sốc nguồn cung sẽ xảy ra. Tại vì cái số lượng có sẽ không nhiều như mọi người nghĩ. Đây là điều mà được nói đến ở trên Twitter bởi bạn này. Thì nói tới đây đó, cách đây 2 tuần Thuận có update cái danh mục đầu tư của mình. Thì trong cuối tuần này đó, Thuận sẽ dành thời gian để mà update thêm cho các bạn. Nhưng mà cái con số Thuận nghĩ cũng tương tự mà thôi, thậm chí cái số lượng Ethereum có thể là còn tăng hơn nữa tại vì giá của Ether đang tốt. Thì bây giờ đó, các bạn thấy được là tổng số lượng mà Thuận đầu tư đó thì 37% là Thuận đang giữ là Ethereum, tại vì giá Ether tăng rất là nhanh trong năm nay. Kế đó là Bitcoin là 35%, thường là Thuận thích Bitcoin cái phần trăm lớn hơn, nhưng mà Ether bây giờ đã chiếm là 37%, cao hơn BTC. Đồng thứ ba Thuận lưu trữ nhiều nhất là đồng BNB, đồng Binance là khoảng chừng là 17%. Cardano là đồng lớn thứ tư là 10% và 1% là những đồng nhỏ khác mà Thuận đang bắt đầu tích lũy. Thì những con số này cũng rất là nhỏ cho nên sẽ không chia ra thành nhiều đồng, nhưng mà Thuận có ý định là càng ngày con số này càng lớn hơn, có thể là những đồng này càng chiếm tỷ lệ phần trăm cao hơn. Thuận sẽ chia sẻ chi tiết hơn những đồng đó với các bạn trong những cái video sau này. Nhưng mà Thuận lưu trữ hiện bây giờ thì không có lưu trữ nhiều những đồng như là Terra Luna hay là Polkadot vân vân, mà phần lớn thì vẫn tiếp tục chú tâm vào Ethereum, BNB và các bạn thấy là BTC và Cardano. Đó là cái danh mục hiện bây giờ đối với Thuận. Và Thuận muốn chia sẻ thông tin cuối cùng trên kết thúc video này đó là liên quan đến Shiba Inu. Và chúng ta sẽ không nói tới cái tài liệu liên quan tới Shiba Inu là giá cả như thế nào, mà chúng ta sẽ nói tới là Shiba Inu đó, khi mà Thuận nhìn vào cái số lượng những cái sàn giao dịch mà cho giao dịch đồng Shiba Inu đó, thì thực sự các bạn thấy được là đồng Shiba Inu này đang được giao dịch trên rất là nhiều những sàn lớn. Các bạn nhìn bên dưới này thì các bạn thấy là toàn những sàn lớn không, như là sàn Binance, Coinbase, Huobi, KuCoin, Binance US, Gate.io. Các bạn thấy được FTX, toàn những sàn lớn là cho giao dịch đồng Shiba Inu này không à. Đây là một điều mình thực sự mà nói là nhiều người không ngờ đến là đồng Shiba Inu lại có tính thuận cao như vậy và được nhiều sàn chấp nhận như vậy. Và chúng ta nhìn vào Shiba Inu đó thì bây giờ là cũng không cách quá xa đồng Doge đâu. Dogecoin bây giờ đứng hạng thứ 10, Shiba Inu đang đứng hạng thứ 12 ở thời điểm hiện tại. Và đây là cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho bạn trong cái video ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao? Hãy comment ở bên dưới cái video này. Và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook và Twitter. Các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi, như là các bạn có thể được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance, cũng như là được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX. Và những bạn nào mà muốn nhận những cái bonus để tham gia vào những sàn như là sàn phá sinh Moon XBT, hay là các bạn có thể tìm hiểu bonus đến từ sàn Bybit. Và hiện bây giờ đó, sàn Bybit có một cái bonus, đó chính là lên tới tối đa là 3.500 đô khi mà các bạn nạp tiền lần đầu tiên, cũng như là các bạn được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên. Những sàn như là Bybit hay là Moon XBT, các bạn có thể bấm vào cái liên màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu group tín hiệu trade miễn phí, cũng như là những sàn như là sàn Margin FX. Và những người nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase, cũng như là ứng dụng BlockFi. Đây là ứng dụng lending có lãi, các bạn vẫn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô. Và đương nhiên Crypto Coin rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi, đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain. Một lần nữa, cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.